và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Quê Tôi Camera Hoàng Duy Tưởng. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký và ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Hoàng Duy Tưởng. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Quê Tôi là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên mọi miền Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp ảnh làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Hoàng Duy Tưởng qua số điện thoại 0389 867 275. Xin chân thành cảm ơn quý khách.
chị và các bạn kính mến. Và đầu tiên cho phép MC Diệp Dương và quan viên của họ quên sau nhiều phút chú rể sẽ sơn lòng trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được chân thành quý vị MC và các bạn đã ra có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và lời kính chúc sức khỏe sẽ sao và mỗi sao yêu thương nhất là. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị anh chị và các bạn kính mến, đang có mặt trong trường lý ngày hôm nay. Và còn thật là bác quan ngàn vàng yêu thương, chắc bằng với bao niềm vui nhớ nhớ, vui nào nơi khi con nở trưởng thành, lòng phúc hai chữ vẫn vương đều xuyên giữa thắm duyên của chồng và bùi xuyên với tiền lòng ai hò thắm với tình hạnh phúc trong năm. Vậy rồi đến đô tới đây, cả gái ta hân hoan mừng tiền hào và nhà trai ta lại vẫn cười đón sau hiền gia đình ai hò bốn bên phố phường hàng xóm bạn bè khắp mọi nơi. Và chúc cầu chúc phúc gia đình cô giàu chú rể an tình. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị và quả thật chúng ta yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người và là những món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Và quả thật là kính thưa quý vị và quả thật chúng ta thân nhau thì tháng đời năm trời và niềm vui ngày cưới bây giờ đến đây. Và hôm nay có một trẻ đón nhau về quả những ước mơ cho niềm vui vân hoan phấn khởi của quý vị các ông cô bà cô dì chú bác và khán thành với tú chúng ta đã công quẩn lại đường xá xa xôi nâng bất tử nghĩa bất kỳ tuyệt tình và để chúc mừng cho chúng ta lượng phúc sẽ duyên cùng chú rể xoan lòng cho vị trưa ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị và quả thật cũng là xin chúc cánh luôn tươi mừng hạnh phúc hoa hết người đón ánh nắng bình minh có tôi chị hết phần sánh vai để tôi lòng vượt chúc mai một nhà bao hàng cô bác gần xa tới mừng hạnh phúc đào tận cặp kề mà chúc cho dân tộc Hoa Kỳ trăm năm hạnh phúc không kỳ đổi thay. Kính thưa quý vị, chị và các bạn thân mến, đang có mặt trong chương trình này hôm nay và sau một thời gian quen biết và tìm hiểu, mà thì cô dâu được phúc và chú rể xuân lòng trên bất thường công tác cũng như là học tập thì họ đã tìm thấy nhau và thì rồi chú rể xuân lòng đưa với cô mẹ thật là anh về thân với xác định một ý cho mình lấy ta và thì rồi cô dâu được phúc thân với bố mẹ cũng như chú rể xảy ra. Em về thân với mẹ cha lại đồng ý cho ta anh mình với mình rồi tặng với ta để sẽ tương tự mặn mà không xa. À dạ vâng ạ, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và ngày hôm nay là ngày thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2024 tới ngày 16 tháng 10 năm Sắp Thìn. Được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự đồng tình của hai chính quyền địa phương, nhiều vấn đề của ta họ đã chính thức nên duyên vợ chồng. À dạ vâng ạ, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và ngay giây phút này thì ban tổ chức MLG Việt Dương cũng sẽ để quý vị anh chị và các bạn phải chờ lâu thêm nữa. À thì ban tổ chức là cũng xin được trân trọng và công bố buổi lễ thành hôn lễ đầu kỳ của cô dâu lượng phúc sánh dậy cùng chú rể sân lòng tân phúc xin được chính thức bắt đầu. Một tràng pháo tay bắt đầu quý vị ơi, quý vị anh chị và các bạn thân mến. Và một lần nữa ban tổ chức em MC Việt Dương cũng như trung tâm tổ chức em Thân Tùng xin kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc, trăm năm tình viên mãn và bạc đầu nghĩa phù thề. Sẽ vâng ạ, kính thưa quý vị, đi khắp thế gian cùng anh gốc bằng mẹ cánh đàn tộc người không ít khổ thần xa lý biển mênh mông khơi đầy tình mẹ mái trời lồng lộng không phủ kín công cha và thằng tàu sóng môn mẹ con không lớn mắt gạt bóng nước thật đầy cha chết trời đời con.
dọn đợt đến được gì quý vị. Các cô người ta vẫn thường nói rằng là quá xong thì có biển, có bò, làm sao giảm mẹ thì phải dặn dò đôi câu, mà dặn dò thì phải sớm sớm chiều chiều. Mà giờ đây nhà gái cũng có đôi điều xin thưa. Sau đó là kính thưa quý vị anh chị và các bạn kính mến. Và ngay giây phút này thì ban tổ chức NMC Việt Dương cũng xin được trân trọng và kính mời bác trai, bác gái, ông vị trong đoàn và đại diện bên gia đình và đại gái cũng có đôi đời phát biểu cũng như là sao trong gì. Sẽ vâng vàng AC hôm nay thì ban tổ chức đoàn cũng là xin được và trân trọng và kính mời ông Lương Hồng Hùng. Thay mặt gia đình đại gái, tôi đại diện cho gia đình em Đường Văn Quân và Đường Thị Bình để cũng gửi lời tới lời chúc sức khỏe tới các ông các bà có các quý khách đến dự mâm cơm ngày hôm nay, gửi lời chúc sức khỏe tới phái đoàn nhà trai, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Mỗi ngày là ánh ban mặt. Qua tìm hiểu thì với nhau thì cháu Đường Phúc và em Xuân Đông đến dự vợ chồng, thì đại diện cho nhà gái thì chúng tôi cũng mong sao gửi gắm những tâm tư tình cảm của đại diện gia đình tới các ông các bà phái đoàn đến từ Hà Nội. Thì cuối cùng thì tôi cũng xin chúc các anh các chị các bác toàn thể quý cô quý bác đến dự bữa cơm ngày hôm nay, lời chúc sức khỏe và chúc cho chúng ta có một bữa cơm ngon miệng ạ. Dạ vâng ạ, các quý vị thính giả, quý anh chị và các bạn thân mến. Và rồi chúng ta vừa được nghe công vị trưởng đoàn và đại diện bên gia đình nhà gái vừa phát biểu không ngắn cũng không phải là dài nhưng lại đủ ý nghĩa. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị và quả thật chúng ta có nam có nữ mới nên xuân, có nhà trai nhà gái mới nên thần thông gia. Nhà gái vừa phát biểu rồi thì nhà trai cũng cần có đôi đời tam cầu, mà để cho cái gì cái sâu, mà để cho hai họ về lâu về dài. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị và ngay giây phút này thì ban tổ chức đã muốn xin được trân trọng và kính mời bác trai bác gái ông vị trưởng đoàn và đại diện bên gia đình của nam trai là trai người sẽ có đôi đời phát biểu. Dạ vâng, và một lần nữa thì ban tổ chức đã cũng đã xin được và trân trọng kính mời bác ạ. Trước khi các đôi đời phát biểu, tôi xin trân trọng gửi đến tất cả các cụ con và quan viên đó một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Kính thưa các cụ con các bà, kính thưa toàn thể vô gia đình ông bà Cường Ngọc sinh được cháu Long, gia đình ông bà Quân Bình sinh ra được cháu Phúc. Qua ngày tháng yêu thương và tìm hiểu, nay hai cháu đã đi tới được bến bờ hạnh phúc, được sự nhất trí của hai bên gia đình và cũng được sự nhất trí của chính quyền địa phương, nay hai gia đình chúng tôi đã chọn được ngày tháng tốt để xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Vậy trong những ngày vui như thế này, tôi cũng không biết nói gì hết, chỉ mong hai cháu bây giờ tuy tuổi đã lớn nhưng vẫn còn non dại. Đấy, khi hai cháu ở với các ông các bà thì chỉ mong là sao các ông các bà hai bên gia đình chúng ta yêu thương và dạy bảo cháu để cháu trở thành một người con ngoan, một người cháu hiếu thảo. Trước khi về chỗ tôi không biết nói gì hơn, xin kính chúc tất cả các quý ông các bà luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và an bình. Ông xin chúc hai cháu trăm năm viên mãn, bạc đầu tình trăm năm. Dạ vâng ạ, kính thưa thầy, quý vị anh chị và các bạn thân mến. Vừa rồi chúng ta vừa được nghe hãy ông vị trưởng đoàn và vừa đại diện bên gia đình con đàn gái, vừa đại diện bên gia đình con đàn trai vừa phát biểu trong đến sau sau và nghe gì. Dạ vâng, và một lần nữa nổ một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúc mừng cho con bên nào quý vị anh chị quý vị. Dạ vâng ạ, kính thưa thầy, quý vị anh chị và các bạn thân mến. Và ngay giây phút này thì ban tổ chức cũng đã xin được trân trọng và kính mời bên phái đoàn của đại gái bố Lương Văn Tuân và ông vị trưởng đoàn Lương Xuân Hồng ạ, và bên phái đoàn của nhà trai và ban tổ chức cũng xin được trân trọng và kính mời bác thầy kiến lên tiếng chất lượng rất là xin mời ạ. Xin mời ạ. Dạ vâng ạ, kính thưa thầy, quý vị và ngay
giây phút này thì ban tổ chức là MC Biển Dương cũng xin được trân trọng và kính mời quan viên Hải Hồ cũng như bên phái đoàn của Hà Sai cũng như phái đoàn của Gái hãy bắt tay nhau kéo nhé tình thông gia. Xin mời ạ, xin mời ạ, bắt đầu. Một chào phát tay cho quý vị ơi, quý vị ạ, rất tuyệt vời ạ. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, quý vị chính và các bạn yêu mến, và quả thật cũng là cuộc sống này biết là gì, con trà công mẹ cha nuôi dưỡng sinh thành, bào vất vả mẹ cha dành nhận lấy và để cho con được thấy ánh mặt trời. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, ngày vui hạnh phúc, những ngày vui hạnh phúc thì đến cho mẹ cha ngày hôm nay thì bố mẹ hay bên cô dâu thì cũng có những món quà nhỏ nhỏ để trao tặng cho hai con của mình những ngày hạnh phúc thì đến cho mẹ cha ngày hôm nay. Và dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, và ngay sau phút này thì ban tổ chức cũng là xin lời trân trọng và kính mời những món quà đến từ các anh các chị các cô các bác thì gửi tặng đến cô dâu và chú rể cho mẹ cha ngày hôm nay. Sau đó và ngay giây phút này thì ban tổ chức cũng là xin được và trân trọng và kính mời thầy cô giáo và chú rể thầy có thể thuyết chất rất là xa em ạ. Xin mời em có thể thuyết chất. Sau đó kính thưa thầy quý vị, chắc nhẫn có vòng tròn, không có nhật thầu và cũng chẳng có điểm kết thúc, và nó tượng trưng cho sự tỉnh tiểu quý cử. Sau đó ngay giây phút này thì ban tổ chức cũng là xin được trân trọng và kính mời hai em hãy quay vào nhau đi ạ. Và chú rể hãy đưa chiếc nhẫn tình yêu của mình và đem ra để trao cho người vợ tuyệt vời nhất của mình, chú mời em ạ. Sao vâng ạ, và để thấy sự mạnh mẽ của chú rể, chú rể có thể vì mối trái của mình xuống để trao tặng nhẫn cho người vợ tuyệt vời nhất của mình không ạ? Chào mừng xin mời chú rể ạ. Em chỉ không biết chú rể có mạnh mẽ hay không thì chỉ có cô dâu được phúc của tôi quý vị. Xin mời chú rể ạ. Sao vâng ạ, thưa quý vị, chiếc nhẫn và thật đúng là đến nay anh tặng cho em đất trời thật kết duyên chúng mình và em trao những cưới chúng tình và từ đây cùng lên chúng mình có nhau và đôi ta thì thề các năm ắt chung một lá sâu lặng nằm một mong và đôi ta thì các non con cuốn con quyết và con trăng con ngoài. Sao vâng ạ, kính thưa quý vị anh chị và các bạn kính mến. Một lần nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cuộc giao và chúc đề trăm năm hạnh phúc, trăm năm tình viên mãn và học đồng nghĩa phu thê. Xin mời hai em hãy trở về vị trí cũ ạ. Xin mời ạ. Xin mời kính thưa quý vị và món quà tiếp theo thì ban tổ chức cả cũng là xin lời trân trọng và kính mời món quà đến từ bố mẹ đề có những món quà nhỏ nhỏ để trao tặng cho hai con của mình những ngày hạnh phúc tình yêu nhất trong buổi sáng sớm ngày hôm nay. Xin vâng, và một lần nữa thì ban tổ chức cả cũng là trân trọng và kính mời bố mẹ ạ. Quý vị chị và các bạn kính mến, và quan trọng của chúng ta khi các thế gian không ai đốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời cũng yêu cầu bằng cha, đất thịt linh nông đưa mẹ tình mẹ, mấy trời đầu lầu giúp thủ khí tâm cha, và chúng ta sống nuôi một đứa con khôn lớn, mắt gật đầu mắt chân cày, và trên trời đời con. Và món quà tiếp theo thì ban tổ chức cũng là xin được trân trọng và kính mời giao dịch Bắc Tịnh Hoàng cũng có một món quà nhỏ nhỏ để cho tặng cho hai cháu của mình. Xin mời gia đình Bắc Tịnh Hoàng.
mang đến. Và một lần nữa thì bác tổ chức xin thay mặt cho gia đình bác Tùng Hoàng và xin kính chúc cho cô dâu tổ quốc và chú rể xuân đồng trong buổi trưa ngày hôm nay trăm năm hạnh phúc, trăm năm tình viên mãn và bạn đồng nữa thì thương. Và các bạn kính mến và mắc quà tiếp theo thì ban tổ chức tập cũng xin được trân trọng và kính mời gia đình bác Yola qua mắc quà nhỏ nhỏ để trao tặng cho hai con của mình những ngày hạnh phúc tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Sẽ vâng, và một nữa thì ban đã tổ chức tập cũng xin được tiếp và trọng và kính mời và bà quý mời là món quà đến từ gia đình bác Yêu Lan là xin mời tới quý vị. Chúc mừng các bạn đến với chương trình ngày hôm nay, rất là tuyệt vời. Xin chào các bạn, kính thưa quý vị, chị và các bạn kính mến, và món quà tiếp theo thì ban tổ chức cũng là xin được vâng kính mời xác định bác Định Tiến cũng có món quà cho nhau để trao tặng cho hai con của mình là xin mời ạ. Và cô chú quanh con trang cũng có món quà nhỏ để trao tặng cho hai con của mình những ngày hạnh phúc tuyệt vời nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Sẽ vâng, và một nữa thì ban tổ chức là cũng là rất được và trân trọng và kính mời ạ.
Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, và món quà tiếp theo thì ban tổ chức tập cũng là xin được và trịnh trọng kính mời cô chú Kim Khoa và món quà nhỏ nhỏ để trao tặng cho hai cháu của mình ạ, xin mời ạ. Dạ vâng ạ, xin được thì quý vị và ngay đây thì ban tổ chức là MC Việt Dương cũng sẽ trịnh trọng và kính mời cô dâu và chú rể hãy tiền với các viên trưởng tình yêu của ban tổ chức là xin mời hai em ạ. Dạ vâng ạ, và ngay đây thì ban tổ chức là cũng xin được trịnh trọng và kính mời chú rể Sơn Lâm ạ, hãy quy tay cho sân bay đầu tiên ạ. Dạ vâng ạ, thao tác đầu tiên chú rể phải bóc vỏ trước ạ. Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ, làm cái gì mà làm phải bóc trước đúng không quý vị? Xin mời chú rể ạ, rất tuyệt vời ạ. Và thao tác tiếp theo thì ban tổ chức tập xuống xin được chỉ trong phần thứ 10 và chúng ta hãy cùng mở khóa đúng không ạ, rất chuyên nghiệp đúng không ạ, mở cửa ạ, vâng, từ từ nhẹ nhàng ạ, mở ra luôn em ạ, mở. Dạ vâng ạ, và thao tác tiếp theo thì chú rể phải làm sao ạ, chú rể hãy sắp được mạch và lắc thật nhanh ạ, xin mời chú rể ạ. Hai tay chú rể ơi, hai tay. Dạ vâng, cất rồi, thôi mạch, chú rể, chú rể rất gì nhớ ạ. Dạ vâng ạ, và ngay trước đây thì ban tổ chức là cũng xin được chào và kính mời cô dâu và chú rể hãy cùng tay chung tay nhau ạ, hãy cầm tay dâu sang anh, hãy dọn vào đi dọn dòng tình yêu của ban tổ chức là xin mời em ạ. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, sân hồng kinh nghĩa vô thề thịt chắc đồng thám xuân về với nhau cùng chung bước đến mai sau thịt chung chung thủy sắc màu tình yêu. Dạ vâng ạ, ban tổ chức đã kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc, trăm năm tình viên mãn và tạo đầu nghĩa vô thề. Và trận trận thứ hai chú rể cũng sẽ phải làm lại thao tác ạ. Xin mời chú rể hãy làm lại thao tác ạ. Cũng như là trận đầu tiên xin mời ạ. Chú rể lấy mạnh của mình thể quý vị. Em lắc lại em lại. Chúc tất cả những lớp mình hạnh phúc, có hết người có ánh nắng bình minh, có các anh chị quê quần sánh vai, kèm tôi đọc được chúc mai của nhà và họ hàng của bác gần xa, thế mừng hạnh phúc thấm tận cặp kê.
mà chúc cho Mãn Kỳ trăm năm thành tích công hì đời thay. Dạ vâng, và ngay giây phút này thì ban tổ chức cũng xin được trọng và kính mời cô dâu và chú rể hãy tiến về tới riêng ngọt và sẻ bùi ban tổ chức đi ạ, xin mời ạ. Hãy cùng sao xin mời quý vị hãy cùng sao tình yêu đi ạ. Hãy cùng sao hai tay ạ. Xin mời cô dâu và chú rể hãy các ban được tình yêu của ban tổ chức ạ. Hãy các ban được. Xin mời quý vị thưa quý vị. Tay bưng đến muối trên gừng, gừng cày mấy mặn xin được bên nhau. Bánh này bánh nghĩa bánh tình, bánh này xin được cách xa sáng như chân sáng giữa ta với mình. Dạ vâng ạ, và một lần nữa thì ban tổ chức xin được chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc, trăm năm tình viên mãn gặp đầu nghĩa phú thê. Dạ vâng ạ, và ngay đây chúng tôi thì ban tổ chức cũng xin được trọng và kính mời ạ, hai em hãy trở về trung tâm thi đấu tình yêu ạ và làm thủ tục tiếp theo. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị. Lễ thành hôn, lễ vũ quy, lễ thì đã thành, còn hôn thì chưa thưa thì quý vị. Sẽ là những ngày hạnh phúc thiện đến nhất trong buổi sáng sớm ngày hôm nay. À thầy quý vị anh chị và các bạn có mong muốn chi ở cô dâu và chú rể thực hiện một cái gì đó quý vị ơi? Có không quý vị? Làm gì ạ? Làm gì quý vị ơi? Hôn ạ. Hôn nhau ạ. Dạ vâng ạ, MC sẽ không thể làm mất thời gian quý vị nữa ạ. Xin mời cô dâu và chú rể hãy quay toàn nhau đi ạ. Xin mời hai em ạ, cứ để xuân năm mới xong mà. Cứ dễ thế, mạnh mẽ đấy em ơi. Hôm nay là áo của em, vợ của em, em hạt của em, mình mẽ đấy em ạ. Dạ vâng ạ, và ngày dây, chúc mừng ban tổ chức cả cũng xin được xin trọng trọng kính mời chú rể hãy đặt hai bàn tay của mình lên phần đầu phần mềm nhất của mình. Phần nào chú rể ơi, phần mềm ạ. Dạ vâng ạ, chính xác ạ, đó chính là vàng nghe của vợ của tổ chức của mình. Và sau đây xin mời cô sau hãy tập hát tên của mình đến phần nào phần cường nhất của chú rể ạ, để trần tuyệt vời nhất của mình ạ. Xin mời chú rể ạ, đó chính là đổ vai với trang tiếp hai tay em ơi, hai tay ạ, dạ vâng rất tuyệt vời ạ. Và sau đây anh em sẽ hôn từ 1 đến 3 thì cô sau sẽ hôn nhau, và anh sẽ hôn từ 3 xuống 1 thì cô sau mới được thả môi ạ. Và thứ 3 thì anh dứt lời thì cô sau sẽ thả môi, chú rể có đồng ý không ạ? Em đồng ý ạ. Dạ cô sau có đồng ý không ạ? Có. Dạ vâng, rất tuyệt vời ạ. Sau đó là kính thức thị quý vị anh chị và các bạn tạm mến. Và ngay giây phút này chúng ta hãy cùng chứng kiến nụ hôn từ đất nước Mông Cổ kéo dài 3 phút ạ. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Sau đó là tất cả sẵn sàng và MC cũng là sẵn sàng. Và 1 năm nữa thôi, những cây núi trên làng sẽ vang vẳng lên những lời siêu của mẹ, tức là cô dâu được phúc chúng ta trong buổi chơi ngày hôm nay. Và chỉ sau 1 năm nữa thôi, những chàng quý tử cũng được sinh ra và đi rồi. À ơi, con ngủ cho say, và giờ này năm ngoái bố mẹ ấy nhau với nhau. Dạ vâng, và một lần nữa thì anh xin chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc, trăm năm tình viên mãn và gặp đầu nghĩa phú thê. Xin chúc hai em ạ.
khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký và ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Hoàng Duy Tưởng. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Quê Tôi là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên mọi miền tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp ảnh làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Hoàng Duy Tưởng qua số điện thoại 0389 867 275. Xin chân thành cảm ơn quý khách.